Nó là kẻ hút máu khiến cây cối phải khiếp sợ, đồng thời cũng là quái vật sinh sản ồ ạt. Chỉ với một con trong vòng một tháng có thể sinh sôi thành 40 triệu con. Rệp là loài côn trùng có vẻ dễ thương, nhưng thực ra là loài gây hại đáng sợ. Chúng chuyên hút nhựa từ cành lá cây. Một trang trại chỉ cần lẻn vào một con rệp, chỉ trong vòng vài tuần sẽ bị nó tàn phá. Mặc dù kích thước rệp gần bằng kiến, nhưng khả năng tự nhân bản cực kỳ đáng sợ. Con non của nó vừa sinh ra đã mang thai. Hả? Rệp mẹ cùng lúc sinh cả con gái lẫn cháu gái. No. Mỗi con rệp mỗi tuần lại sinh thêm 80 con. Chỉ cần một tháng, con rệp này có thể phát triển thành một đội quân hơn 40 triệu con. Các loài cây trong trạng thái đối mặt với chiến thuật biển người của rệp, chúng phải bắt đầu tự cứu mình. Khi bị rệp tấn công, cây sẽ phát ra tín hiệu cầu cứu hóa học. Tín hiệu này sẽ thu hút thiên địch của rệp. Bọ rùa sẽ đến giải cứu. Nhưng một mình bọ rùa đối mặt với đội quân rệp đông đảo, hầu như không có cơ hội chiến thắng. Nó sử dụng phương pháp khác. Bọ rùa sẽ đẻ trứng điên cuồng gần rệp. Ấu trùng của nó sẽ nở ra trước rệp, mọc cánh và bay đi chiếm đóng các khu vực khác. Nở ra, bọ rùa mới nở tuy không đẹp mắt, nhưng sức chiến đấu rất đáng nể. Chúng sẽ hút cạn rệp như hút thạch. Mỗi con bọ rùa có thể tiêu diệt hơn 5.000 con rệp. Những con rệp đã mọc cánh định bay đi sẽ bị xử lý bởi bọ rùa mẹ đang canh gác bên cạnh. Tuy nhiên, đội quân rệp lại có đồng minh, đó là kiến đen. Kiến đen sẽ đến và đánh trả lại bọ rùa để bảo vệ rệp. No. Bởi kiến đen và rệp là hai đối tác có chiến lược riêng. Rệp sản xuất thức ăn có đường cho kiến. Bình thường chúng ve vuốt rệp, khiến rệp thoải mái tiết ra chất ngọt. Sự quyến rũ của chất ngọt này là chất lỏng ngọt ngào mà rệp tiết ra sau khi hút nhựa cây. Không chỉ kiến đen nghiện hút, ngay cả bọ rùa mẹ cũng khó cưỡng lại, say mê đến mức không thể tự giải thoát. Khi ấu trùng bọ rùa bắt đầu tàn sát rệp, kiến đen cũng đã phản công. Chúng phun axit formic và dùng hàm mạnh mẽ đuổi bọ rùa đi. Giờ thì sẽ mở bí mật của đội quân kiến cắt lá. Đây là loài kiến duy nhất trên thế giới biết trồng nấm làm thức ăn. Thời gian chúng nắm vững kỹ thuật trồng trọt, thậm chí còn nhanh hơn cả con người. Công trình có hình dáng kỳ lạ trước mắt chính là tổ của kiến cắt lá. Hàng triệu con kiến sinh sống và phát triển ở đây. Một quần thể lớn như vậy đồng nghĩa với việc thức ăn phải dồi dào. Những con kiến cắt lá thông minh đã học cách sử dụng cỏ xanh để trồng nấm. Sáng sớm, kiến cắt lá xếp hàng dài ra ngồi làm việc. Chúng phân công rõ ràng, những con kiến to sử dụng hàm răng cưa để cắt cỏ xanh. Những con kiến nhỏ trên mặt đất phụ trách vận chuyển. Chúng xếp thành hàng dài chỉnh tề hướng về tổ. Nhìn từ xa trông như một đội quân đang xuất trận. Tất nhiên ở đâu cũng có kẻ trốn việc. Vài con lười biếng đã học cách đi nhờ. Cũng có con kiến cố gắng dùng các loại cây khác để lừa gạt. Lối vào tổ kiến cắt lá rất lớn là vì có hai tác dụng. Thứ nhất là thông gió, thứ hai là thuận tiện vận chuyển. Tổ của chúng rất rộng lớn, bên trong rất phức tạp. Những con kiến mang cỏ xanh đã thu thập vào khu vực vườn trồng nấm ở trung tâm tổ. Nơi đây do những con kiến chuyên trách quản lý, chúng sẽ cắt bỏ nhỏ hơn nữa, làm phân bón nuôi dưỡng nấm, trồng nấm để cung cấp thức ăn cho cả quần thể. Nhưng việc trồng trọt cũng có rủi ro. Nấm mốc sẽ giải phóng carbon dioxide trong quá trình phát triển. Nếu nồng độ quá cao, những con kiến sẽ chết ngạt. Tuy nhiên, những con kiến xây tổ cũng đã cân nhắc kỹ điều này. Chúng để lại lối vào cực lớn, cùng với những đường hầm rộng rãi, thuận tiện cho việc thông gió, đảm bảo không khí luôn trong lành. Kiến cắt lá là loài côn trùng duy nhất trong tự nhiên có thể thu được thức ăn thông qua việc trồng trọt.
giờ thì sẽ đến với người vợ vĩ đại nhất của thế giới. Ếch cái to lớn cộng ếch được gầy yếu trên lưng tìm kiếm một ngôi nhà thích hợp trên cành cây. Ếch cái không chỉ cõng chồng đi khắp nơi mà còn phải đẻ trứng thay anh ta. Họ tìm được một góc kín đấu trên cây và bắt đầu phát sóng trực tiếp. Sau khi xong việc, ếch được mệt mỏi nằm im trên lưng vợ không nói một lời. Ếch cái vẫn không ngừng chuyển động, nó liên tục cọ sát hai chân tạo ra một lượng lớn chất nhầy và tiện thể giấu trứng vào trong đó. Bên cạnh có một đám ếch độc thân chứng kiến tất cả. Vài con ếch độc thân còn thiếu văn hóa nhảy lên lưng ếch cái định cùng tham gia. May mắn là ếch cái giữ vững đạo đức của nó, không sa ngã về đạo đức. Vị trí đẻ trứng của chúng được chọn rất khéo léo, ngay phía trên mặt hồ nước. Không chỉ tránh được kẻ thù hiệu quả mà còn giúp nòng nọc sau khi nở rơi xuống hồ, bắt đầu ngay bài học đầu tiên về cuộc sống của loài ếch. Rất nhiều ếch kéo đến đây để sinh sản. Ếch được hoàn thành nhiệm vụ đã sớm rời đi. Sau khi đẻ những quả trứng cuối cùng, ếch cái cũng sẽ bỏ đi một mình. Chỉ còn lại trứng ếch trong bọt nước lơ lửng trên không trung. Một thời gian sau, những quả trứng không cha không mẹ này nở ra và rơi xuống hồ, biến thành nòng nọc nhỏ. Sau một trận mưa như trút nước, một cảnh sinh sản kỳ quặc hơn sắp diễn ra. Nước mưa tụ lại ở một chỗ trũng, tạo thành một cái hồ. Vô số ếch mắt đỏ từ trên trời rơi xuống, đua nhau chiếm lĩnh khu học hành tốt nhất. Ở đây ếch được gấp 9 lần ếch cái. Tỷ lệ nam nữ mất cân bằng nghiêm trọng. Để nhanh chóng hoàn thành việc sinh sản, ếch cái dọc đường gặp ếch đực nào đều cõng luôn trên lưng đến chỗ đẻ trứng. Khi càng nhiều ếch mắt đỏ tham gia, tình hình dần trở nên mất kiểm soát. Cành cây trên hồ đầy ếch đực mắt đỏ, muốn giao phối thành công khó như lên trời. Lúc này, đôi chân dài của ếch đực phát huy tác dụng. Không giải quyết được vấn đề thì giải quyết kẻ gây ra vấn đề, đã văng hết đối thủ cạnh tranh khỏi sàn đấu. Cuối cùng cũng có thể yên tĩnh hoàn thành công việc sinh sản. Ếch mắt đỏ vô phối kéo dài hơn một ngày. Sau khi xong, sẽ để lại vô số trứng ếch trên lá, đợi khi nồng nọc nở ra, chúng sẽ tự rơi xuống hồ.